Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay shop tranh Hồng Loan, kho tranh giá rẻ.com xin giới thiệu đến các bạn một mẫu tranh thêu chữ thập với tên gọi là Tổ ấm hạnh phúc ạ. Vâng, phong cảnh mùa xuân Tổ ấm hạnh phúc các bạn nhé. Mẫu tranh này có mã số là A1177, kích thước là 64x44cm ạ. Giá thành của tranh là 100.000 các bạn nhé. Tranh này là tranh chưa thêu ạ. Vâng, mình xin nhắc lại là mã số của bức tranh là A1177. Mã số bức tranh A1177, kích thước là 64x44cm ạ. Giá thành là 100.000. Vâng, nhìn vào đây các bạn có thể thấy rằng đây là một bức tranh để thể hiện tình cảm vợ chồng này. Cả một gia đình rất là hạnh phúc này, với đôi thiên nga bố, thiên nga mẹ và một đàn thiên nga con. Với khung cảnh là phong cảnh mùa xuân rất là lãng mạn và đẹp các bạn nhé. Đây là một bức tranh thể hiện sự hạnh phúc của trong gia đình ạ. Vâng, đây là một bức tranh thường thêu kín, có nghĩa là tất cả các chi tiết có ở trên tranh các bạn đều cần phải thêu nhé. Tất cả các chi tiết có ở trên tranh đều cần phải thêu ạ. Mình sẽ giới thiệu sang chi tiết cụ thể ở bên trong. Đây là tờ hướng dẫn thêu các bạn nhé. Đây là những ký hiệu thêu ạ. Nhìn vào ký hiệu thêu thì các bạn có thể thấy rằng màu chỉ số 42 chính là màu chỉ cuối cùng nhé. Là tranh này có tổng cộng 42 màu chỉ ạ. 42 màu chỉ. Và đây là những cái ký hiệu thêu, thì nhìn vào ký hiệu thêu này các bạn có thể thấy rằng là những ký hiệu thêu rất là dễ dàng nhé. Rất là dễ nhìn ạ. Màu sắc rất là dễ nhìn, không có màu nào giống nhau đặt cạnh nhau ạ. Đây là đôi thiên nga này, cả một đàn thiên nga đây ạ. Còn đây là những cỏ cây hoa lá ở xung quanh, những chi tiết cỏ cây hoa lá ở xung quanh. Vâng, cái chỗ rậm nhất, nhiều thêu nhiều nhất đây các bạn nhìn xem, là ký hiệu cũng rất là dễ nhìn ạ. Ký hiệu này thường là trong trường hợp mà vải bị ướt, vải chẳng may các bạn bị nước vào đấy, thì các bạn cần phải nhìn ký hiệu này để thêu các bạn nhé. Vâng ạ, trong khi thêu, vì đây là dòng tranh thường thêu kín, đâm ra trong khi thêu các bạn tuyệt đối tránh nước ạ. Tuyệt đối tránh nước, bởi vì nước mà loang ra ấy, nước mà rơi vào vải ấy, thì vải sẽ bị phai màu và quá trình thêu sẽ gặp khó khăn hơn. Các bạn sẽ phải nhìn vào cái tờ hướng dẫn thêu này để thêu ạ. Vâng, nhưng cái điều đó các bạn tốt nhất là cũng nên hạn chế nhé. Hạn chế nước mà hạn chế phải nhìn vào tờ hướng dẫn, bởi vì là nếu mà nhìn vào hướng dẫn thêu thì thêu sẽ khó khăn hơn là nhìn vào vải các bạn nhé. Vâng, đó là ký hiệu thêu này, tờ hướng dẫn thêu này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sang bộ vải. Vâng, bức tranh này là có mã số là A1177 các bạn nhé. Kích thước của tranh là 64x44cm ạ, giá thành là 100.000. Đây là bộ vải của bức tranh. Vải này là vải, đây là bộ chỉ của bức tranh ạ. Chỉ này là chỉ cốt tông và không hề bị sơ, không bị xù các bạn nhé. Chỉ cốt tông không sơ, không xù ạ. Chỉ xếp sợi ngắn và sóng mượt ạ. Và đây là những màu chỉ của tranh. Những màu chỉ của tranh ạ. Đấy là một liên chỉ nhé, đây là liên chỉ thứ hai ạ. Đây liên chỉ thứ hai. Bức tranh này kích thước nhỏ thôi, không to các bạn nhé, 66x44cm. Nhưng mà vì là tranh thường thêu kín, thêu toàn bộ bức tranh luôn, đâm ra cũng tương đối nhiều chỉ phải thêu ạ. Vâng, đó là liên chỉ. Ngoài hai cái liên chỉ vừa rồi thì đây là chỉ quận các bạn nhé. Chỉ quận dùng là khi các bạn thêu xong chỉ ở liên chỉ rồi thì các bạn dùng sang chỉ quận này. Ở đầu mỗi cái quận này đều có đánh số. Ví dụ như số này là số 27 nhé, chính là chỉ 27 ạ. Vâng, đây là màu 29 ạ. Màu 29 chính là chỉ số 29 các bạn nhé. Tất cả những cái sợi này đều có đánh số ở phía đầu ạ. Nhìn vào phía đầu đấy là các bạn có thể biết được là đó là chỉ nào nhé. Vâng, mình sẽ qua giới thiệu đến bộ vải của bức tranh. Tranh thường thêu kín, cái vải của nó mềm hơn là tranh đê các bạn nhé. Đây là kim ạ, kim thường hay cài ở mép vải ạ. Mỗi một bộ có hai kim ạ. Tranh thường thêu kín, đâm ra khi các bạn thêu các bạn tuyệt đối tránh nước nhé. Các bạn tránh nước giúp mình, bởi vì khi nước vào cái quá trình thêu của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều khó khăn ạ. Vâng, đây là những ký hiệu thêu, thì nhìn vào ký hiệu đây các bạn cũng có thể thấy rằng những cái ký hiệu này cũng rất dễ nhìn đúng không ạ? Rất ký hiệu rất là dễ nhìn, và tổng số ô thêu chiều dài là 240 ô, chiều cao là 152 ô các bạn nhé. 240 x 150 ô ạ. Đây là toàn bộ vải của bức tranh, thêu toàn bộ bức tranh luôn ạ, không hở một chút nào luôn nhé các bạn nhé. Vâng, thêu toàn bộ bức tranh. Một bức tranh kích thước cũng không phải là to ạ. Đây mình view từ bên phải sang bên trái để các bạn xem nhé. Một bức tranh không phải là to nhưng là tranh thường thêu kín. Đâm ra tất cả các chi tiết các bạn đều cần phải thêu, không hở một chỗ nào luôn. 100% là phải thêu các bạn nhé. Vâng. Vâng, đây là bộ vải của bức tranh này. Tranh này khi các bạn thêu các bạn nhớ tuyệt đối tránh nước giúp mình nhé. Tuyệt đối tránh nước, bởi vì là nước vào đấy thì cái quá trình thêu của mình gặp rất nhiều khó khăn. Còn bộ chỉ này thì chỉ thì thường bao giờ cũng là 6 sợi. Trong một sợi to này thì bao giờ cũng gồm có 6 sợi con các bạn nhé. Khi các bạn thêu các bạn tách sợi chỉ ra làm hai, các bạn lấy 3 sợi để thêu thôi. Chỉ thêu 3 sợi thôi các bạn nhé. Thêu 4 sợi thì sẽ bị thiếu chỉ, mà thêu 2 sợi thì sẽ bị hở chân. Và trong quá trình thêu các bạn cố gắng thêu đều tay.
theo đều tay và đều mũi. Ví dụ luôn 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 là sắc trước thì huyền phải sau nhá, luôn luôn là sắc trước huyền sau hoặc là huyền trước sắc sau. Bức tranh lên là luôn luôn là theo một chiều thì tranh nhìn nó sẽ đều mắt và đẹp mắt ạ, sẽ không bị tức mắt các bạn nhé. Vâng, vừa rồi mình vừa giới thiệu đến các bạn những mẫu sản phẩm tranh phong cảnh mùa xuân. Tranh phong cảnh mùa xuân ạ, mã số của bức tranh này là A1177, kích thước là 64 x 44 cm các bạn nhé. Giá thành của tranh là 100.000 ạ. Đây là một bức tranh thường thêu kín rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp ạ. Mà thêu toàn bộ bức tranh luôn, thêu kín 100% ạ. Các bạn có thể liên hệ đặt hàng mẫu này tại website khoi tranh giá rẻ.com hoặc là vào fanpage của mình tên gọi là Tranh Hồng Loan, hoặc Zalo của mình là 0971123666 các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể vào Google, các bạn gõ số điện thoại của mình là 0971123666. Các bạn sẽ ra shop của mình ở trên Sen Đỏ này, trên Lazada hoặc trên Shopee thì các bạn có thể liên hệ đặt hàng mẫu này tại những cái shop đó nhé. Vâng, mình xin nhắc lại là mã số của bức tranh là A1177. Kích thước là 64 x 44 cm và giá thành của tranh là 100.000 ạ. Vâng, cái buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay của mình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo ạ. Xin chào các bạn nhé.